Đây vườn xưa đây, mời các bạn xem đẹp cùng vậy. anh Trung Nguyễn xem một cái vườn xưa đang cần Anh bán. xem anh cây nào cũng được, anh bán tỉa đi. Như cây này, cây này của anh là được bao nhiêu năm rồi? Con này phải 17 18 năm, 18 năm nó cũng khoảng 18 năm. Vành nó phải đến bảy mấy anh nhỉ? Rất là đẹp, thân lên đến cái ngạc kia là đến ngạc này nó vào 3 mét rồi. Cần được 3 mét đấy. Cây này nói to lắm rồi đấy. Đây này anh này, người ta bảo nó cắt ngọn lên kia xong nó mới xuống lõi mạnh. Đấy, nó như thế xong lõi to lắm. Cái giống xưa cứ cắt thì thế xong lõi mạnh lắm. Như cây này anh ạ, sợ nó cái kia nó sau nó có thối xuống không? Nó chỉ thối một đoạn thôi. Thối một đoạn thôi, nó không thể xuống được dưới đúng không? Nó trên, sợ nhất là dưới gốc. Nếu mà cái cây nào mà dưới gốc này mà bị như của Ngọc ấy nhờ, hỏng ngay. Cây 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 này mới lại cây kia là bao nhiêu tiền? 100. 100 còn béo không bán đấy. Cần 100 chứ không bán. Đây, cây này. Và cây này. Hai cây chủ nhà bỏ 100. Mỗi năm lên chục triệu. Hai cây 100. Nếu mà người ta thích, người ta lấy độ 4-5 cây anh có bán không? Cũng bán, tại vì mình cứ tỉa ra, cách cây. Thì có thể mình tỉa đi được. Cây này. Đấy. Chủ nhà bảo tiếc con chứ. Phải bán được 4 mình cây. Ở đây nó mát nhỉ. Cái giống xưa này cứ ra đến cái bãi xưa này mát rượi. Đây mình dòng ở đây nó thành quy củ rồi. Vâng. Nhưng mà anh còn dâm nhiều cây dã quá. Dã này nếu tôi đang đánh bỏ bớt đi. Bỏ đi, nó ốm, xưa nó lên cái là ốm hết. Đây nhá. Như cây này gốc rất đẹp, cao 3 mét hơn rồi mà đã được được anh đánh về, đánh từ vườn nhà người ta về vườn nhà mình được 5 năm rồi nhỉ, 5-6 năm rồi. Thế bây giờ mình đánh đi là rất đảm bảo nhỉ, giờ mình đánh đi trồng cho người ta rất đảm bảo đấy. Đây là tinh những cây đánh về được 5 năm đến 6 năm rồi, xong giờ ai mua lại bán luôn. Anh Dung, anh có thể anh đánh xuống bang đấy xong anh trồng cho người ta lại giả công anh tiếp, anh có làm không? Làm chứ. Rồi, thế là người ta mua là người ta lại bảo anh là mang xuống trồng cho người ta. Thế là lấy được cả tiền công, cả tiền cây. Rồi. Ok, đây là cây từ ngoài cổng vào, cây số 1, cây này chảy máu rồi nhưng mà không sao, cây này cũng vanh hơi nhỏ, vanh vào 60 thôi. Cây này cây số 2, từ cổng vào, đây cây số 3 này thì khá to. Đấy, trên ngọn kia thì xù xì, đã bị chặt cái trước, đánh về cắt cái ngọn sâu quá nó cũng bị hơi thối, nhưng mà dưới gốc thì không làm sao. Cây số 3 này là khả năng lõi to nhất. Cây số 4 đây vẫn rất lành nặn, không sao. Cây số 5 lành nặn, loại vỏ rất đẹp. Cây này cũng to, vanh vào 70 rồi. Cây số 5 cũng rất to. Chúng ta sang cây số 6. Đây, cây số 6 cũng rất là thẳng. Cây nào thường thường ở vườn này, cây nào cũng trên 3 mét trở lên hết. Cũng rất là đẹp, lành nặn, không có xuất sát, không có thối gì.
cây số 7. Đây. Cây số 7. Cây số 7 có mầm gốc cũng rất đẹp. Hầu hết là tinh vanh trên 60 đến 70. Cây số 8. Cây số 8. Đây, cây số 8. Rất là đẹp. Cây số 9. Tất cả vào 9 cây to. 9 cây này chủ nhà đã mua từ cách đây 6 năm rồi, dâm được 6 năm rồi. Giờ đã thành tán to đẹp như này rồi. Tán cây to đẹp này rồi. Cây này tinh tuổi đời độ 17 18 năm hết. Cây nào cũng đẹp, cây nào lõi cũng to. Chủ nhà có thể bán được cách một cây bán một cây. Cách một cây bán tỉa đi một cây là bán được 4 cây. Đấy, các bạn xem video thích thì liên hệ với số máy trên màn hình và đăng ký kênh để được xem các video tiếp theo. Xin chào các bạn.